phim đâu nha. Thì mà anh em quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay do Lubu setup để thêm mấy cái dàn hồ để mình bán thêm cá săn mồi á, nên mình không có làm vlog. Thì nhiều anh em cũng bê em hỏi thăm lắm, cũng chân thành cảm ơn anh em. Thì cá beta chắc mình khoảng tầm hơn một tháng nữa mình mới lên lại. Tại vì mình còn sản xuất nhưng mà mình bỏ bê quá. Tại vì nếu mà mỗi tay một việc á, không dẹp hẳn cá beta thì mình không có làm cái này được. Nên mình dọn hẳn cá beta sang một góc, nói chung là bỏ lơ á. Rồi để mình làm mấy cái này thì mình mới ok làm xong được. Thì sẵn đây làm cho anh em thấy cái mô hình mình đang làm. Là cái hồ này là để mình phơm, mình nuôi cá hổ cộng đồng và mình bán cho những anh em nào mà thích. Thì anh em mấy ông con nhân long đó, nó size khoảng 22-23 mà rất là nhỏ so với cái hồ, tại vì cái hồ tới 3 mét rồi nha nè. Đó, hồ dưới cũng vậy. Thì hồ dưới là mình đã thả cá rồi, mình thả một con huyết long Yuki. Yuki dòng huyết long thì anh em chơi anh em cũng biết rồi, nó cũng hơi bị cao cấp. Đó, rồi thêm một cái dạng ngoài đây là mình làm để mình bơm cá nhỏ lên để mình bán cho anh em có nhu cầu. Đó. Thì cái clip này mình làm á để cũng để nói cho anh em biết tại là tại sao mình không có sản xuất mạnh beta và cũng không có thấy đăng bán beta trên trang cá nhân nữa. Đây, nó ngược sáng là anh em không thấy. Đó, này mấy con cá mình chừng con bối. Cái đèn CP Long thì nó dở quá, nó bị vàng nước. Đây mình tắt đèn cho anh em coi. Con này là con bối vàng lắm, tại vì cái sơ mi lông nó dở, nó không như cây Awasonis. Awasonis thì nó đánh cái màu vàng lên rất là đẹp, nhưng mà ở ngoài nhìn không vàng đâu, tại trong clip đó nha anh em. Đó, thì mình làm ở đây là để mình kinh doanh thêm các săn mồi, nên anh em có ủng hộ được ủng hộ. Sẵn mình làm clip này á là để giải đáp thắc mắc cho nhiều anh em cứ hỏi sao cá mới, cá rồng mới mua về á thả nó dễ bị chết đó, với lại nó hay bệnh. Thì thật ra cá rồng nó khỏe hơn cá beta nhiều, cái gấp pi nhiều anh em, tại vì cá săn mồi bản năng sức khỏe nó rất là tốt. Còn cái việc mà mình nuôi sao để cho nó bệnh á, đó là do quá trình anh em xử lý nước. Một cái thường gặp nhất á là anh em nôn nóng, có nghĩa là anh em mới mua cái hồ về, anh em thường thường anh em ngâm nước có một ngày cho nó hết keo, xong qua ngày hôm sau anh em xảo nước ra cái anh em đổ vô nước mới vô là anh em bắt cá về anh em thả, đó là điều cực kỳ sai lầm. Con nào nó mạnh thì không sao nha anh em, và hồ nào mà nó hên thì không sao, chứ thật ra xử lý nước để nuôi con cá rồng mình nó thiệt cả tầm cả chục ngày. Và nếu anh em nào kỹ người ta làm 2 tuần, anh em xả đầy nước vô cái hồ của mình, mở hết nước tất cả luôn đó, rồi anh em ngâm, anh em mua khoảng 1 ký muối hộp và anh em đổ vô anh em cho chạy lọc, anh em ngâm đó, ngâm khoảng 3-4 ngày để cho nó chạy, nó diệt khuẩn hết, xong anh em xả hết lượng nước đó ra đó, và anh em châm thêm một lượng nước mới là vô đúng đúng cái mực nước mà anh em muốn nuôi cá. Mà thường thường cá nhỏ là anh em hay có cái kiểu mà mình nuôi cái hồ rộng mà cao, nước cao để cho con cá nó thoải mái, nhưng mà sai lầm nha anh em. Tại vì cá nhỏ nó thường thường thích bơi ở những cái mực nước thấp như này thôi. Khoảng 20-25cm là đẹp. Nó không cần cao, tại vì cao nó không chịu áp suất nước thì nó cũng bơi trên tầng mặt nè. Anh em thấy không, mấy cái con ngân lông té nước là nó chưa bơi trên tầng mặt, nó đâu xuống được đâu. Đó, thì đó là một cái điều mà anh em mới chơi hay nôn nóng hay gặp, rất là dễ gặp luôn. Đó là con cá nó sẽ bị áp lực nước làm chết, nếu mà anh em để nước cao nó sẽ bơi tầng mặt không mà, và nó ít ăn nhát người, rồi nó dẫn đến những cái hậu quả về sau nữa. Thì tất nhiên là lúc mà con cá nó bị chết á là hệ miễn dịch của nó sẽ bị giảm và rất dễ bị mầm bệnh tấn công. Thì sẵn tới đây mình nói cho anh em là anh em xử lý nước là anh em phải xử lý 10 ngày đến 2 tuần, là anh em sau khi đã ngâm nước muối khoảng 3-4 ngày, anh em xả hết mực nước ra, rồi anh em bón nước mới vô lại đúng cái mực nước mà mình thả cá là khoảng 20-25cm đối với cá nhỏ. Thì anh em nên chăm vi sinh đều hàng ngày cho mình, hàng ngày luôn nha. Tại vì anh em khi mà anh kẻ khởi tạo vi sinh á thì nó cần số lượng lớn để nó xử lý cái môi trường nước. Tại vì cái gì mà như vậy, khi khởi tạo là mình phải cho quân số đông vào, và nếu mà anh em có điều kiện thì anh em nên bổ sung vitamin để cái con vi sinh này nó phát triển tốt hơn. Đó, thì sau khi anh em mà chạy rồi, chạy lọc rồi thì khoảng 10 ngày thì anh em bắt đầu mới rước cá mới về, anh em thả vô. Và cũng đã rất nhiều anh em làm clip thả cá rồng rồi, nên mình này mình chỉ nhắc lại sơ thôi, còn mấy anh em cứ lên YouTube hay là Google tìm dễ lắm. Anh em để hẳn luôn cả cái bịch vào nước, tại vì cái môi trường nước mình nó rộng nha anh em, và cái bịch mình ví dụ mình mới đi mua về, và đặc biệt là nó nắng á thì cái nhiệt độ trong cái bịch và nhiệt độ môi trường nước nó chênh lệch nhau có vài độ lận, anh em thả vô có khi con cá nó đột tử nó chết á. Thì anh em phải ngâm trong môi trường nước khoảng 15 phút, chắc ăn là khoảng 15 phút. Đó, để cho con cá nó ok hết rồi, thì anh em mở bịch ra, anh em múc nước trong hồ anh em đổ vô khoảng 30%.
30% của cái bịch đó. Đó thì anh em làm như vậy khoảng 3 lần thì là nó đủ cái lượng nước khiến cho cái bịch đầy rồi. Thì anh em nghiêng cái bịch, anh em đổ ra ngoài thì con cá nó sẽ thích nghi được cái môi trường tốt hơn là anh em mua bịch về anh em mở anh em đổ cái sèo vô. Đó là con cá nó dễ bị sốc nước lắm. Đó còn về mà chất liệu lọc để nuôi cá rồng á thì nó cũng không cần cầu kỳ gì lắm đâu. Thì tất nhiên cái này là điều không thể cãi, chất liệu càng đắt tiền thì càng tốt. Nhưng anh em phải nhớ cái chất liệu mà để làm vật liệu lọc á đó thì nó tốt, nó càng đắt tiền nó càng tốt là điều đúng, nhưng anh em phải bổ sung vi sinh vào. Chứ còn anh em mà dùng vật liệu lọc cao sang cho đi cho đã mà anh em không có bổ sung những cái chủng vi sinh mà tốt cho hồ cá thì nó cũng quầy chết à. Nó kiểu như anh em mua một đống vật liệu xây dựng tốt về để anh em xây cái nhà mà anh em mướn thằng thợ của bắp là làm sao nó xây cho anh em một cái nhà đẹp được, đúng không? Và ngược lại khi anh em sử dụng vi sinh tốt mà anh em không có vật liệu lọc cho nó thì nó cũng chỉ có hoạt động vật vưỡng, nó đâu có sinh sôi nảy nở tốt đâu. Vì vật liệu lọc tốt á là cái độ mà độ xốp độ bọng của nó rất là cao, là cái số lượng vi sinh trú ngụ trong đó rất là nhiều nha anh em. Đó, nó chỉ là vậy thôi, chứ còn nếu mà nói mà vật liệu lọc nước mà để lọc nước tốt là không có đâu. Nó chỉ là chỗ để cho vi sinh trú ngụ và vi sinh xử lý nước khi nước nó đi qua cái vật liệu lọc đó. Đó, cái mục đích của vật liệu lọc nó là vậy thôi. Còn khi anh em mà sử dụng vật liệu lọc tốt kết hợp với vi sinh thì sẽ cho ra một cái lượng nước rất là tốt. Ví dụ như cái lượng nước ở tất cả các dàn hồ ở trong tiệm của Liêm, anh em có thể đo bất cứ lúc nào cũng đều chuẩn 7.5 hết. Tại vì Liêm xài cái chủng vi sinh Bacillus thì cái chủng này nó môi trường nó thích hợp nhất là ở 7.5, nên những cái con đó nó sẽ tự động nó đưa về nước về trực chuẩn 7.5 để nó hoạt động tốt nhất. Thì cái đó là bản năng tự nhiên của con Bacillus. Còn vi sinh đó mà nói thiệt, nhiều anh em bán á, thì quảng cáo vi sinh đó nó kích thích cá ăn mạnh, cái đó là điều hoàn toàn trái sự thật. Vi sinh không có cái gì để kích thích cá ăn mạnh á, thì tất nhiên vi sinh tốt, nước tốt, xử lý nước thì con cá mình nó sung năng mạnh thôi. Chứ nếu đúng ra vi sinh á là nó không có giúp gì cho cá ăn mạnh nha anh em. Hôm nay hơi bệnh nên hơi ho nhưng cũng ráng làm vlog cho anh em. Có những cái nhiều chất á nó giúp cho cá ăn mạnh á, là để Liêm quay cái nhãn hiệu này cho anh em coi. Đây là cái gian nhà trong vẫn làm cái beta và chuẩn bị để thay thế để nuôi cá rồng. Đâu rồi, đây đó, Liêm làm cho anh em coi thực tế nhất để nó lấy nét nè. Đó, trong đây nè nó có nhiều cái chất à, anh em để ý không đó, vitamin, collagen, acid folic, biotin. Đó, những cái chất này á là nó giúp cho con cá ăn mạnh, tái tạo tế bào để cho con cá sau hồi phục sau khi chấn thương đó nha anh em. Đó, tái tạo tế bào, hoặc là con cá mình mà mới hết bệnh nấm bệnh gì đó thì nó sẽ rất là tốt cho con cá hồi phục, và nó giúp cho con cá giảm stress, ăn mạnh, và đặc biệt là có thời gian giao mùa như vậy có tăng cường sức đề kháng cho con cá. Thì những cái chất đó thì mới giúp con cá ăn mạnh, mới có tác dụng được. Chứ thực ra vi sinh là nó chỉ xử lý nước thôi, chứ không có tác dụng gì hết. Có nhiều dòng vi sinh cao cấp thì nó có thêm một cái tác dụng như vậy là nó giúp cho con cá, để đây mình coi trong cái chủng biotop vừa hẩm á, là ví dụ như nó tăng cường chức năng gan á thì cái đó có, chứ còn mà để giúp con cá ăn mạnh á là không có đâu nha anh em. Đó, đặc biệt là chủng Bacillus mà anh em hay bán trên thị trường. Và đặc biệt là mình khuyên anh em xài, anh em nên chú ý một cái khoản này nè. Anh em có mua vi sinh gì đi chăng nữa, mua có nhãn hiệu nào đi chăng nữa, thì anh em cũng phải chú ý một điều. Khi trong hồ cá thì anh em nên chọn những cái dòng vi sinh nó ưa khí. Đó, thì cái việc này dễ lắm, anh em để ý trên bao bì nhãn mác vi sinh của anh em thấy cái chủng vi sinh, anh em search trên Google thì cái dòng đó là dòng ưa khí, kén khí hay là kỵ khí thì bắt chắc chắn là không sử dụng được trong hồ cá beta rồi. Tại vì khi có oxy là nó gần như là nó sẽ chết, đó là vậy. Còn mà kén khí có nghĩa là nó sống được trong môi trường có oxy nhưng mà ít thôi. Nhưng mà cái loại ưa khí như chủng Bacillus Liêm đang xài thì trong cái môi trường giàu oxy thì nó phát triển rất là mạnh. Đó, anh em để ý một điều đó cho mình thôi. Rồi còn về bệnh của cá rồng thì nó vòng vòng nó chỉ có vài bệnh thôi. Tuy là nó rất nhiều bệnh nhưng mà vài bệnh thường gặp á là sù mang, kênh vẫy nè. Đó, mấy cái vụ nó giống cá beta mình, nó phù mấy cái vẫy ra đó à, rồi nấm trắng, nấm đen, rồi ký sinh trùng. Đó, nhưng mà ký sinh trùng anh em đừng có để nha. Tại vì khi mà bị ký sinh trùng là nó chua lắm. Đôi khi là phải bắt con cá đánh mê rồi để gấp ra. Tại vì con cá này nó ăn ngồi sống mà mình muốn đưa cái lượng thuốc vào đó nó để cho con cá nó ăn nó khó lắm. Với lại thời gian đó là con cá sẽ bỏ ăn.
đó. Còn anh em mà muốn ngừa, nó muốn ngừa để những cái bệnh đó thì chỉ có hai cách. Một là anh em làm cho nguồn nước sạch đẹp, nhưng mà đối với những cái con cá mà nó ăn nó tấp mồi mạnh đó nha anh em, cái kiểu mà nó tấp mồi xong mồi nó bấy nhầy á, thì những cái con cá đó rất, cái hồ đó rất là dơ và dễ bị bệnh lắm đó. Thì anh em có, cũng có cách ngừa, có nghĩa là nó có bán một cái loại thuốc trên thị trường đó là loại thuốc ngừa nấm á. Thì anh em mua, anh em nhỏ vô cái hồ nước của mình theo liều lượng là khoảng 10-15 ngày một lần, để em quay cho anh em coi chai thuốc luôn. Liên cũng có mua xài đó chứ mình không có mua bán. Đây đó, cái này là chuyên trị nấm và ngừa nấm. Thì trên bao bì nó có ghi cái liều trị và liều ngừa, thì anh em cứ mua mà xài nha. Đó thì đối với loài cá săn mồi á, cái điểm mà gọi là khó chịu của nó là nó ăn mồi, thì nó ăn mồi sống thì cái lượng mà chất thải nó thải ra vi sinh khó lòng mà xử lý hết được lắm, nên anh em chịu khó thay nước. Nó không giống như beta của mình, anh em chịu khó thay nước. Đối với những cá này nè, thì liêm 3 ngày nên thay nước một lần, liêm hút sạch phân để không cho cái lượng phân nó tồn động trong hồ quá nhiều đó. Thì mình chạy lọc ở trên đó, mình không cho cái lượng phân nó tồn động quá nhiều trong hồ thì con cá nó sẽ khỏe, vì nó không có cơ hội để tiếp xúc nhiều với cái chất độc hại. Chứ nếu mà anh em để như cá beta mà cả tháng anh em không thay nước một lần là như con cá anh em rất dễ bị nấm. Mà khi bị nấm là con cá nó nằm đáy, nó không có sung mãn đâu, nó không có bơi kiểu như con cá của Liêm đang quay, thấy không? Nó mới ăn xong mà mới vẫn sung, nó vẫn cà kỳ trong cái bên đó. Thì anh em thấy cái lợi của việc mà mình xử lý nước á, mình ngừa bệnh á, thì nó tốt hơn rất là nhiều lần so với mình cứ chăm sóc con cá ở một cái chế độ bèo bọt. Và để lúc bệnh mình mua thuốc mình trị, lúc đó mình vừa tốn tiền nè, mà mình thấy con cá mình vậy mình bực bội khó chịu lắm đó. Thì anh em cứ làm theo đúng cách của Liêm, xử lý nước càng kỹ càng tốt. Thì khi mình xử lý nước vậy, con cá nó về cái môi trường nó thích lắm, nó sung mà nó sẽ ăn mạnh, anh em sẽ thích nuôi. Còn anh em mà ẩu tả mà xử lý nước có 1-2 ngày anh em về anh em nuôi cá, và đặc biệt là con đầu tiên nó với anh em mới chơi á, thì anh em sẽ bị cái trường hợp cá bỏ ăn, cá bị bệnh, và anh em thấy cảm giác cái môn cá rồng này nó khó chơi quá, hoặc là mình cảm giác là con cá này sao nó dễ bệnh quá, đó là tự động mình nản à. Mình nói thiệt với anh em, chứ con cá rồng này nó không si dê so với con cá hổ đâu. Con cá hổ đó là ông cứu nội cái việc khó chịu luôn á. Đó, Liêm đang thuần một số con, nói chung cũng chưa có thành quả gì, chết nhiều lắm á. Hôm nay chết cũng mất hết mấy bù lúa rồi, nên cũng chưa có dám phê với anh em. Để từ khi nào mà Liêm thành công á, nói chung là nghiên cứu mà nuôi mà cái kiểu mà cho nó thuần cái nước máy và nước giếng mình thấy ok á, thì Liêm sẽ hướng dẫn cho anh em nuôi. Tại vì cái gì mà Liêm nuôi thành công hết rồi, đơn giản nhất, đỡ tốn tiền nhất, thì Liêm mới chia sẻ với anh em. Chứ em có chia sẻ những cái nào mà nằm ở trên trời mà không có thực tế cho anh em nha. Đó, rồi xong về cái mặt xử lý nước rồi những cái mầm bệnh của con cá. Và bây giờ Liêm nói tới vấn đề làm sao để cho con cá nó đẹp. Có nhiều anh em thì nói là cho ăn những cái thức ăn như là rít nè, những cái thức ăn cao sang á, một kiểu như mấy chục ngàn con á, thì sẽ làm cho con cá lên màu đẹp. Thì Liêm nói thiệt, những người bán như vậy là những người xạo, những người đó chỉ cố tình để bán cho anh em cái lượng thức ăn đó thôi, vì họ nói không đúng. Con cá nó đẹp được là chỉ do hai yếu tố. Một là gen của nó tốt, thứ hai môi trường anh em nuôi. Cái môi trường này nó quan trọng hơn gen rất là nhiều. Gen nó chiếm khoảng, theo Liêm đó nha, nhận định của Liêm, gen nó chiếm chỉ cần 30% thôi, còn môi trường nó sẽ chiếm 70%. Còn anh em cho nó ăn cái gì cũng được, quan trọng là nó ăn để nó sống thôi, thức ăn chỉ giúp cho con cá mập. Chứ còn mà nói về cái màu sắc đẹp, nó góp phần trăm rất là nhỏ trong đó, không phải là không có mà rất là nhỏ. Nên anh em đừng có bị người này nói người kia kêu mà mua này cho ăn. Ăn rít nhiều cũng không tốt đâu nha anh em, rít nó có nọc độc đó nha. Khi anh em muốn sổ lại cho con cá, anh em cho ăn rít thì rất là ok, thì đồng ý cái việc đó không có gì sai. Nhưng mà để làm nói cho ăn rít là lên màu là không có, ăn rít nó không có chất gì để lên màu hết. Đó, anh em muốn con cá lên màu đẹp thì tất nhiên anh em phải tìm những cái dòng cá, những cái thương hiệu cá nó được khẳng định trên thị trường một cái. Đó là nền tảng để anh em nuôi một con cá đẹp. Và cái thứ hai chính là phông màu, gọi là phông nền á, của cái hồ nuôi. Và cái lượng ánh sáng anh em cung cấp cho con cá để nó có một quá trình phát triển vượt bậc hơn so với môi trường tự nhiên, thì mới có một con cá đẹp được nha anh em. Ví dụ để Liêm nói về cho anh em dễ hiểu, con huyết long, anh em thấy không? Huyết long người ta hay nuôi phông đen và phông xanh để kích thích cái màu đỏ của con cá lên. Tại vì nếu sầm tầm cái này mà Liêm nuôi phông đen là con cá nó sẽ đỏ rồi. Nhưng mà tại sao Liêm lại chọn một cái phông trắng hoặc là không phông để Liêm nuôi con cá và Liêm đánh đèn? Là tại vì khi mà anh em nuôi phông đen á thì con cá nó sẽ lên màu đỏ, nhưng cái lưng của nó sẽ bị đen.
đó, tại vì cái lưng của con cá nó sẽ phát triển theo cái màu của tầng đáy, đó là bản năng tự nhiên của con cá để nó ngụy trang vào môi trường để nó tránh đi cái mối nguy hiểm của nó đối với các loài khác đó. Thì anh em nhìn từ trên xuống cái màu nền màu gì thì cái lưng của con cá thường nó sẽ màu đỏ nha anh em. Bởi vậy anh em để ý đi, những cái thùng phơm cá chuẩn thì người ta sẽ làm 5 mặt màu trắng hết, hoặc là 4 mặt màu trắng và mặt ở dưới là màu xanh dương, chứ không ai mà làm mà phông đen khi mà người ta bơm con cá hết đó. Trừ khi nào người ta muốn có tuyệt chiêu gì đó là chơi, thì cái chiêu này là để nâng cấp lên dành cho anh em cao tay, cái đó Linh để từ từ nói. Nhưng mà nuôi một con cá dù huyết dù bối đi chăng nữa thì anh em khi anh em bơm, cái phông màu rất là quan trọng. Tại vì Linh chọn phông màu trắng là Linh muốn con cá Linh nó leo lên hàng sáo và ảnh kim nó nổ trước, để khi mà mình khách người ta mua về người ta chơi á thì người ta về người ta bỏ vô phông gì nó cũng sẽ không bị tuột. Còn nếu Linh chọn phông đen nuôi để nó lên cái màu đỏ nhanh mà nó không leo hàng sáo đó, thì khi anh em về mà anh em tích nuôi huyết cái kiểu mà lòng vẫy sạch anh em bỏ vô phông trắng lại thì nó sẽ bị tuột. Thì lúc đó anh em sẽ có cái gì đó ức chế trong bụng mà anh em sẽ chửi rủa. Linh mà cực kỳ Linh không thích điều đó, nên bao giờ Linh cũng làm cho con cá nó có cái nền tảng tốt nhất để anh em nuôi, anh em về năm hôm anh em không có bị chửi. Rồi đó là phông màu. Còn thứ hai là Liêm sẽ nói về vấn đề đèn cho anh em đó. Anh em có thấy không, tại sao cái hồ này Liêm không góp đèn ngang? Tại vì cái hồ này năm mặt nó là trắng đó, thì nên nếu có ánh sáng nó đối với khi với những cái chất liệu màu trắng đó thì nó sẽ bị dội qua dội lại, chứ nó không có bị hấp thụ vô như những cái phông xanh và phông đen đó. Thì anh em thấy không, cái con này là phông bối đó, thì Liêm bơm cho nó đang lọt, nó lọt gần hết hàng sáu rồi, còn cái đầu thôi đó. Thì anh em mở đèn 24/24 nha anh em. Thì anh em tất nhiên anh em phải tập nó, chứ không phải là vừa vô là mình đánh đèn liền. Thì vừa vô Liêm mở cái đèn này nè, cái đèn ngang này nè, cái đèn này nó hay cái chỗ là nó có tia UVA và UVB, nó như ánh nắng mặt trời á. Thì cái đèn này Liêm mới mở thì Liêm mới mở một ngày 8 tiếng thôi, rồi xong Liêm tăng lên từ từ là 9, 10, 11, 12, đã tăng đủ 24 tiếng rồi Liêm mới bắt đầu Liêm quýnh lên cái đèn này nữa cho nó tăng cái cường độ ánh sáng lên đó. Tại vì cái phông trắng thì anh em quýnh cỡ nào nó cũng dội trong cái hồ á, chứ nó không có bị hấp thu nên anh em không sợ. Còn đối với những cái hồ mà phông đen như là cái hồ huyết đó thì anh em phải nên tán đèn ngang, để tại vì màu đen đó là nó hấp thụ ánh sáng, nên anh em phải tán đèn ngang để cho nó tạt hẳn vô người con cá. Và tất nhiên ở trên xuống cũng phải có đèn để lưng con cá nó không bị đen nha anh em đó. Ông nội đó hôm qua ngu lắm, hôm qua nhảy ra ngoài mất hết 3 cái 7, anh em quay xa này anh em không thấy đâu đó. Thì cái đó là về vấn đề ánh sáng. Còn vấn đề mà về độ sáng của cây đèn thì tất nhiên anh em muốn một con cá mà nó kích thích nó được lên màu thì anh em xài bóng đèn ít nhất là độ cabin nó phải là trên 6.000 năm, và tầm tốt nhất của nó theo kinh nghiệm của những đàn anh đi trước chỉ và theo Liêm cảm nhận được là tầm 10.000 là tốt nhất. Nhưng mà vấn đề anh em mà bước vô cái giới đèn này á, thì nó rất là nhiều tranh cãi. Anh em phải chơi, phải tự trải nghiệm, phải rút ra được đèn led tốt hay là những cái bóng đèn truyền thống tốt, và độ ca cái nào là phù hợp cho một con cá, một con huyết, một con bối, thì cái độ ca nào là ok nhất, và ánh sáng, cái đó là anh em tự rút ra. Chứ mỗi người người ta đều có một cái kinh nghiệm mà một cái điều kiện nuôi khác nhau. Đôi khi người ta nuôi con cá đó nó cái phẩm chất của nó cái kiểu mà nó lên nhanh thì người ta thấy đèn nào cũng được, lên người ta lên mạng người ta nói đèn nào cũng được, nhưng mà có người thì người ta thích nuôi ánh sáng mặt trời, người ta nói ánh sáng mặt trời tốt hơn đó. ABC các kiểu rất là nhiều, cái này thì anh em phải nên trải nghiệm. Liêm thì Liêm chỉ đưa ra một cái kiến thức khoa học cố định cho anh em, có nghĩa là một con cá muốn lên màu đẹp hay không, muốn cái màu của nó có gọi là vượt bậc so với thiên nhiên, đó là do đèn và do phông màu, chứ thức ăn không có tác dụng bao được bao nhiêu phần trăm nha anh em, nên đừng có quá đầu tư vào thức ăn. Nè anh em ăn cái Liêm nói thiệt, như Liêm đây là dế là mươn năm luôn á, dế là Liêm đẩy cho ăn tới. Mới là vô những cái con cá con nhỏ như là những cái dòng size mà để Liêm mua về Liêm bỏ cho cửa hàng á, size nó chút xíu rồi nè, size 10 á đó, thì Liêm sẽ cho ăn sâu gạo, sâu cái chim ăn nói chung rồi đó, một ngày ăn được khoảng 2 cái nói chung, Liêm cho ăn được 1-2 cử đó. Thì anh em mà muốn nuôi cá này á, mà để cho tốt thì anh em cũng để nước sạch cực kỳ sạch, ngày nào cũng phải hút phân hết và thay 10% nước. Mỗi ngày anh em thay 2 lần cũng sao, nhớ là mỗi lần 10% nước thôi. Còn nếu mà hàng nhà anh em thay 1 lần thì anh em phải thay khoảng 20% nước là ok. Đó, đừng để cho con cá nhiều quá nó sốc nước. Thì muốn sạch là phải như vậy thôi nha anh em. Đó, anh em mấy lòng vẫy của mấy con cá này màu là như là nó ăn sâu hết rồi. Đó, lưng nó leo hàng sáu rất là tốt. Mới có sang 22, 23 là mà anh em nhìn. Đó. Đó thì đây là tất cả những gì mà Liêm muốn nói cho anh những anh em nào mới chơi biết. Thì nó một con cá đẹp nó chỉ phụ thuộc vào 2 yếu tố thôi, đó là đèn và phông màu anh em đánh. Thì tất nhiên là tố chất của con cá nó sẽ quyết định. Ví dụ như cha mẹ của nó mà màu yếu quá, màu cam
Nguyên huyết long á mà nó màu cam cam thì anh em có đánh đèn cả đời chăng nữa thì nó cũng cam đậm thôi chứ không lên đỏ được đâu. Thì cái đó là điều tất nhiên. Nhưng mà ý em nói ở cái mức độ tố chất của con cá đó để nó lên được cái mức đẹp nhất thì không phải là dựa vào thức ăn mà dựa vào đèn và phông màu. Đó thì anh em rút ra kinh nghiệm hay đó anh em chơi. Nhưng mà đèn và phông màu thì phải dành cho anh con cá lớn nha anh em. Bắt đầu muốn đánh nó thì cũng phải cỡ size con huyết này là anh em đánh nè. Là size cỡ 16 17 thì anh em đánh. Đó là bắt đầu đánh được rồi. Anh em đánh nhẹ thôi, đánh nhẹ trước thôi cho nó làm quen với môi trường, nó không bị chết. Khi anh em thấy nó ăn mạnh, bơi lội tung tăng là anh em mới tăng cường độ ánh sáng lên để cho đủ cái mức độ tăng lên. Thì đối với những cái hồ ngang thì treo đèn ngang thì người ta gọi là tăng lên thôi. Còn đối với những cái hồ mà như Linh mới quay như vậy thì ở trên á mình chiếu hẳn đèn xuống á thì người ta gọi là bơm. Nhưng mà thật sự ra thì nó cũng na ná nhau á. Nó cũng na ná nhau thôi. Thì anh em có hiểu đó là cách sử dụng đèn để con cá nó mau lột cái tế đó, nó mau lão quá cái tế bào sắc tố ở ngoài vảy của nó đó để nó lên được cái màu mình ưa cái bụng mình nhất. Đó thì gọi là bơm và tăng lên, đó vậy thôi. Thì anh em để ý hai cái yếu tố, thứ nhất là anh em xử lý hồ và thứ hai là chế độ đèn và phông màu cho từng loại thích hợp. Thì đối với bối á thì trừ khi nào anh em muốn chơi bối lưu thì anh em mới chơi nền xanh thôi. Còn nếu mà anh em muốn chơi bối truyền thống, bối vàng á, thì anh em nên để năm mặt trắng, anh em đánh cái hồ này cho liền đó, đánh y như đi như này, dán hết kín lại. Hoặc là anh em mua thùng bơm anh em đánh khoảng một năm á, để cho con cá nó lên khoảng tầm size 4 mấy á, ok hết rồi anh em hãy cho lên hồ. Thì lúc đó anh em bật đèn chế độ bình thường thôi, hoặc là một cây đèn vàng nào đó, đèn liêu miếu. Nhân viên chơi bối thì nên chơi cây gì nãy anh nói quên rồi, đừng chơi cây semi long nha. Semi long nó vàng nước lắm, nó mới đẹp đó. Thì lúc đó là con cá của anh em nó sẽ ổn định màu, nó không có bị tụ. Chứ còn anh em mà nuôi mà từ nhỏ lớn anh em nuôi trong cái hồ này thì khó để có làm cho một con bối nó đẹp lắm. Còn huyết thì Liêm đã chứng minh rồi, Liêm đã nuôi rồi thì Liêm thấy đúng ánh nắng mặt trời là nó cho con huyết lên màu rất là đẹp, đẹp nhất luôn, đẹp hơn đánh đèn nhiều. Nó tự nhiên nữa. Còn cái việc mà đánh đèn tuy nó làm cho con cá đẹp nhưng anh em sẽ nhìn con cá nó sẽ mau già hơn là một con cá nó phát triển một cách bình thường nha anh em. Đó điều rõ ràng, được cái này mất cái kia. Tại vì mình đẩy nhanh quá trình phát triển và lão quá cái vảy mà để cho nó lên màu đậm và đẹp thì tất nhiên con cá cái mặt nó sẽ nhìn già hơn bình thường. Đó, thì nói chung là cái này nó anh em chơi thì chỉ cần màu đẹp thôi, anh em ít quan tâm tới vấn đề đó. Đó, thì hôm nay Liêm đã giải thích lý do tại sao hôm nay Liêm không có đăng cá beta và bao giờ Liêm đăng lại. Và cái thứ hai, Liêm hướng dẫn cho một số anh em mới chơi cá rồng có một cái kiến thức cơ bản nhất định để mình có một con cá khỏe mạnh trước đã rồi mới nói tới chuyện đẹp nha anh em. Chứ mới về nuôi cái chút ép mà sao nói tới chuyện đẹp được đó. Và đặc biệt là anh em mà khi mới chơi nên nuôi cá con trở lên, đừng bao giờ nuôi cá bự á. Tại vì mình không có kinh nghiệm để mình so sánh những cái lúc mà con cá nó phát triển á, thì những cái con thứ hai, thứ ba, thứ tư mình không có rút ra được những cái bài học đó. Anh em nên chơi được cá con thì anh em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Rồi video clip này cũng dài lắm rồi, Liêm chúc anh em có nhiều con cá đẹp nha. Rồi chúc anh em một ngày thật nhiều sức khỏe. Xin chào anh em.